nó cũng tại vì ảnh ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng, em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta mà, phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị, người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu hoặc là vợ đẹp hoặc là vợ giỏi giang được đó, không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em xin chào chị Hồng Vân, chào Quách Ngọc Tiên, chào quý cô chú anh chị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Đức Hiền, năm nay 45 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên điện lực, công tác tại trạm biến điện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Và cái nghề phụ là YouTuber ở kênh YouTube Đức Hiền Cần Thơ và kênh YouTube Thiện Nguyện. Đây là xã em. Thì em là Nguyễn Thị Kim Tơ, năm nay em 44 tuổi. Em nghề nghiệp là nội trợ. Thì mấy năm nay thì thêm một nghề phụ nữa là làm caramel phụ trong xã. Quay đăng đăng YouTube á. Vậy đó. Dạ, đi quay thiện nguyện. Dạ. Hay quá. Dạ. Cái kênh đó mình tự gầy dựng luôn hả anh? Đúng rồi. Là không ai qua, ai bảo trợ anh hết, anh tự làm trực tiếp. Không, hiện nay thì đang được MCV Network quản lý. Kể cả bên fanpage bên YouTube luôn. Vậy là tốt quá. Là cái lượng subscribe của mình là bây giờ bao nhiêu rồi? Dạ chị, hôm nay thì kênh của em được 42.000 sub. Trời ơi. Dạ. Cái nội dung của mình truyền tải trên kênh là thường thường là cái gì? Cái nội dung kênh Đức Hiền Thơ là chia sẻ yêu thương, em cất nhà tình thương với lại thăm những hoàn cảnh khó khăn để mà giúp đỡ. Nói chung là thiên về thiện nguyện á. Thiện nguyện. Dạ, thiện nguyện. Thì em cất cũng 28 ngôi nhà rồi chị. Wow. Rồi hai vợ chồng là từ dưới Cần Thơ lên đây? Dạ, dạ đúng. À vậy hả, tụi em lên lúc nào vậy? Dạ em đi là lúc 4 giờ sáng, lên cũng tới đây khoảng sớm, hơn 9 sớm. Giờ chút. Dạ. Vậy đó hả? Lên đây cũng sớm. Xong chút xíu nữa là quay xong là mình đi về luôn. Dạ, không em tính lâu lâu cho bà xã rửa phèn cái đi ra Vũng Tàu chơi. Rửa phèn. Trời ơi, chắc bà xã đi chơi. Dạ. Ủa anh chị là kết hôn với nhau được bao lâu rồi anh chị ha? Anh năm nay là 13 năm. 13 năm. Dạ, 13 năm. Đúng rồi, tết năm 2009. 2009. Rồi mình được bao nhiêu bé rồi anh chị? Dạ, được một bé, bé năm nay 12 tuổi. Dạ. Dạ. Kết này. Hôn lâu vậy rồi bây giờ liệu có nhớ được một chút xíu gì cái lần đầu tiên mình gặp nhau không? Tại vì là cái lúc đầu á, giờ chị Vân biết sao là nó ấn tượng không? Tại vì ảnh xấu dữ lắm, em không có chịu. Em không bao giờ chịu, xấu trai dữ lắm mà ngày thêm ra. Là... vậy luôn hả chị? Xấu lắm, bây giờ là đỡ đỡ cũng như làm thể như làm thiện nguyện lâu ngày tâm sanh tướng hay sao chị? Em thấy rõ rệt luôn là tâm sanh tướng chứ lúc trước là ảnh, bây giờ là ảnh như mờ đi. Lúc trước anh chỉ có 4 năm thôi hả? Trời ơi xấu dữ vậy luôn. Xấu dữ lắm. Trời ơi, trong mắt bả mà em xấu dữ. Xấu dữ lắm, em nói chị đen xì à. Lúc đầu á là em thì nhà em thì kinh doanh buôn bán, tối ngày thì em bán xong rồi em ở nhà với mẹ em không à, em không có đi đâu hết trơn á. Rồi cái em đâu có để ý tới ai ngoài đường, nhưng mà mấy người thanh niên thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Hồi xưa á mấy bà xưa nói mày có chồng mày lựa nghe, chứ để mà không phải mày khổ. Mà mình cũng lựa lắm, mình không có để ý, mình để đi tùy duyên đi. Thì ông anh của em á là ảnh hay đi đá banh, anh mà anh bà con chứ không phải là anh ruột. Thì đá thì anh này không biết anh có ý đồ hay là sao thì em không biết. Ảnh cũng xuống cái sân banh ngay chân cái nhà của em, là nó có cái sân banh trước cổng lộ á, thì em đi chợ đi về đó. Em đâu có để ý, em đâu có biết đâu, mà ảnh thì để ý mình không biết. Đó. Cái nhờ ông anh ổng xin số điện thoại. Em không cho, em nói trời phiền phức lắm. Em nhìn ông nói trời ơi ông nội này ông xấu dữ vậy trời. Mình biết không có cho số điện thoại, mình gặp ông xấu dữ lắm, em không có chịu nha, anh đừng có cho số điện thoại nha. Mà ông biết ông mò ở đâu ra mà ông tìm được số điện thoại của mình. Cái ông mới điện. Ông điện cái gì thì mình biết ông là tên Hiền rồi, thì ông nói ông tên Hiền thì mình biết ông tên Hiền rồi, mình cũng biết ông rồi. Thôi anh ơi, em không có chịu quen. Mình cũng tìm cách để từ chối được kia mà ông cứ điện thoại hoài mà mình không có quen. Đó. Thì em thấy cái mặt ông rồi là em không bao giờ quen, ông xấu dữ lắm, em nói thẳng là ông xấu dữ lắm, luôn không có quen. Em sao mà em gặp cô này lúc nào? Em cũng chia sẻ cho chị Vân với cô chú khán giả được biết nha. Thì cái năm 2008 á, lúc đó là em 29 tuổi. Đó thì thấy cái mình làm công tác ở trạm biến điện á, thì cái trạm biến điện nó thường thường ngay ngoài lộ. Chiều thì mình ở trong cơ quan trong trạm luôn. Đó thấy bảo cái chiều có người đi chạy ngang mà thấy đẹp gái lắm. Đi xe đạp hay là không, chị Honda, nó đi Honda. Tại chiều là bà cái chị này đi lấy tiền thịt á, đi bán thịt heo mà. Cái chiều chạy qua thấy đẹp,
cái mình hỏi được lần lần, nhà nó dưới Bông Giang đó, rồi đến coi bả chạy qua chạy lại đó, rồi xin số thì cái ông anh cuối cùng không cho. Thì lúc đầu cũng nhắn tin điện thoại rồi đó, rồi cũng làm quen xong rồi rủ đi chơi, nào không chịu đi. Rồi sau này không biết làm sao rồi mình cũng nhắn tin gì đó, rồi cái thời điểm đi học trên phố là năm 2000 cuối 2008 đầu 2009. Rồi Tết á anh về đó em mua bông tặng đó, rồi đầu tự nhiên cổ cảm động của bông mà tặng bông, mà tặng bông dữ lắm chị, tặng bông mà bông gì, bông 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 gì tiên tiên mà cái xíu, bông xíu. Mà Tết á vậy là người ta bán chân Tết hồng, hồng, hồng tiểu muội, hồng tiểu muội vậy đó. Đúng rồi, em tại em đi học về, thời điểm đi học về đúng là gần Tết mới đi học về. Anh lúc mà anh đeo đuổi chị, anh biết là chị không thích anh không? Biết, cứ nhắn tin nhiều khi mà không muốn trả lời nữa. Sao lì vậy? Mà lì hoài, mình nói ta nói là nhất cự ly gì tốc độ gì. Anh lì lắm. Anh điện thoại một cái em nói chị là thôi đi. Nó hoài mà em nói đừng có nói nữa, gì đủ rồi, không em không có chịu. Nhưng mà lúc đó hiền không? Là hiền lành không hay là cái nét thì rất là hiền, nhưng mà quậy lắm, quậy lắm. Nhiều gái theo không? Em nói chị gái thì em không có để ý, em không biết, nhưng mà tật xấu rất là nhiều. Ủa, anh nói chung là để phần hai kể tật xấu. Dạ, giờ cái lần đầu tiên ảnh mới hẹn đi chơi là em không có cho gia đình biết. Là nó nạo ngay đi đi chơi đó, là ảnh hẹn đi coffee, ca nhạc hay ca nhạc không, ở nhà văn hóa Thốt Nốt á, là coi ca nhạc. Có nghĩa là cái điều gì ở ổng mà em chấp nhận em đi chơi với ổng vậy? Mình thấy anh nói chuyện thiệt tình của mình thử đi. Mình thử mình đi với ảnh đi, mình đâu có chết chóc gì được, thì quen được thì thôi. Xong cái đi coi ca nhạc mà trong đó nó tối, nhưng mà dẫn nhỏ cháu theo nữa. Dẫn nhỏ cháu nữa, đúng không? Nhỏ cháu cũng 12 tuổi. Đó, nhỏ cháu gái á, thì vô trong coi phim nó nạo nghe nghe, ảnh cũng tìm cách tấn công mình lắm. Ảnh thò nắm tay rồi kia mà mình không chịu, mình nắm tay là dữ lắm rồi, chưa má nó nắm tay đừng có cho gần gũi chân nha. Mình không cho nắm tay nữa. Nắm thì mình cứ gịch gì hoài, một hồi nắm cứng gì luôn nè. Đó, giờ cái xong đi, xong cái lần đó đi, cái mình cũng để cho qua đi. Em quen ảnh xong rồi đi chơi vài lần thì em thấy ảnh cũng như là bị xã hội coi thường. Bị xã hội coi thường. Cái đó thì nó vô trong cái tâm em cái nữa. Đó, nó vô trong cái nội tâm em cái nữa. Cái cũng đi chơi nhiều lần rồi. Cái lần đó là ảnh nói về nhà ảnh chơi, thì mình nghĩ như về nhà chơi thôi. Thì cái lần đó về nhà chơi nó nạo ngay mình, gia đình em cấm cản lắm, không cho quen ảnh đâu, tới nước về nhà chơi sao cho được. Đó, mẹ mới nói là không nha, nếu một khi mà con đã tới nhà người ta chơi, đó là nó đã giới thiệu con với gia đình. Thì trong bụng lúc đầu là mình nghĩ nó có làm sao đâu, thì mình tới đó không được thì thôi, chứ cũng như là mình đi chơi với một người bạn thôi chứ có gì đâu. Giờ cái xong cái đi vô trong nhà anh chơi, vô nhà anh chơi thì thấy gia đình quá trời luôn. Nó kêu bằng là mình vô đó mình thấy là cái nội tâm của mình yêu ảnh nhiều hơn. Đứt ruột luôn đó. Nhà mà hồi xưa mà nhà loại mà mình đắp bằng đất với gom á chị Dân, nhớ không? Đất với gom mình đắp vô, mình đắp lên cái miếng cây tre đó, mình dựng lên ở á. Nó rất là nghèo luôn đó chị, nhưng mà 6 anh em lận. Vậy là lúc đó là nó là tình yêu hay là tình thương hại? Cái đó lúc đó mình cũng chưa, nó mình thấy vừa thương ảnh mà tội cho ảnh, chưa có vô tình yêu nữa. Dạ. Như cái tình là thương mình muốn thương bảo bọc ảnh luôn vậy đó. Giờ cái đi vô thấy rồi xong về cái em lại yêu thương ảnh nữa. Nó cũng tại vì ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng. Em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta mà, phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị. Người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu hoặc là vợ đẹp hoặc là vợ giỏi giang được. Đó, không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Cái em mới nói là thôi bây giờ mình phải là cũng như mình trong lòng mình làm thể như là mình phải yêu thương ảnh vậy đó. Đó thì nhà em sao? Nhà em là giàu không hay là... Nhà em thì kinh doanh, nói chung thì ba mẹ em cũng kinh doanh, cũng dương nhà đó. Nói chung cũng khá giả. Đó cũng nhiều. Cũng khá giả. Dưới quê mà bán thịt heo là khá lắm. Dạ. Chị. Nhà em thì dạ. Con hồi xưa thì cha mẹ là huấn luyện như là quân đội vậy đó. Nói chung là tự lập, tự cái gì cũng tự hết, rất là giỏi nha. Rồi lúc mà em trốn nhà, tức là nhà không có cho em quen với ảnh. Dạ. Tới lúc mà nhà biết em quen với ảnh thì sao? Dạ, thì cũng phản đối dữ lắm. Nhưng mà tới lúc mà em chọn ảnh là mẹ em có nói là, cha mẹ nói là không được nha. Thì em mới nói là dạ thưa cha mẹ, thì cái hạnh phúc là do con lựa chọn. Hạnh phúc là lựa chọn đó. Thì con lựa chọn, con sẽ chịu trách nhiệm về cái hạnh phúc của mình, dù sau này hay sau nữa nó có vấn đề gì tự con sẽ gánh lấy. Không để cho cha mẹ phải là buồn lòng. Đó. Nhưng mà mình nói thì mình nói, nhưng mà em cũng ráng bảo toàn, nhưng mà ảnh cái tật ảnh nặng lắm.
tật gì? Ảnh nặng lắm thì cờ bạc đó. Hứa em hứa được nhưng mà anh hứa nhưng mà không bao giờ làm được. Hứa hoài năm chìm bảy nổi, em nói chị là bị hoài luôn. Là cứ chơi xong rồi trả bể nợ đúng rồi. Thì cứ làm gì hoài luôn đó. Nó như là mình không có được cái lối thoát. Rồi nhưng mà giờ hết chưa? Bây giờ thì dứt hẳn năm 2018, 2019, 19 hai chồng em phải đi ra tòa. Ừ. Lý do là vợ của em là nó muốn ly dị cho em tự em suy nghĩ lại. Và thật sự là em đi ra lên tòa, em ra nhà trọ em ở luôn. Nhà cửa thì để cho hai mẹ con ở. Em ra nhà trọ là trong vòng khoảng một năm sau là em tự nhủ bản thân là phải thay đổi. Nợ nần em dàn xếp trả hết. Thì sau đó em mới làm cái kênh YouTube để làm quay chơi cho nó bỏ cái ngày thời gian mà nó để mình suy nghĩ tới vấn đề mình đi cờ bạc. Rồi tự động cái em quay những hoàn cảnh khó khăn lên, tự động có Mạnh Quân gửi tiền cho em, cái em đi em mới giúp cho bà con, cái thời em thấy em vui. Đó. Chị nói em á, em mới cái đam mê này, thành cái đam mê. Đúng, yeah. Nó như là thì có đó, một sự sắp đặt trùng hợp với chị. Cũng như là mình muốn ảnh quên cái đó thì mình phải dẫn ảnh đi sâu vào cái khổ. Để anh biết cái khổ, anh sẽ tìm ra cái chân lý của cuộc sống mình làm như thế nào thôi, cuộc sống là tốt trong vòng một năm sau là hai mẹ con lên rước em về đoạn năn nỉ vậy luôn. Ủa mà em đang thắc mắc là gia đình của anh rất là khó khăn. Đúng. Và lúc anh cưới vợ chị về á là chị ở chung nhà bên ba mẹ, bên anh em bên đó là anh sao? Ở bên vợ. Ở riêng. Anh ở riêng bên có vợ. Nghĩa là ở trong trong vợ nhưng mà cha mẹ vợ cho miếng đất, hai chồng mua đất riêng. Nghĩa là bên vợ là lo cho mình. Dạ. Nhưng mà lúc đó là khi hai đứa mà về cưới nhau được mấy năm thì có con? Năm sau. Một năm. Đúng một năm luôn á chị Trang. Dạ đúng một năm luôn. Mà trong cái lúc mà coi như là lấy nhau rồi, có con rồi mà em vẫn... Dạ em hứa nhưng mà em không có rứa hết. Dạ. Cứ trả đầu này thì có nhiều lúc em vay tiền xã hội đen, vay cả tiền trên app luôn. Tiền nóng từ này. Tiền nóng trên app điện thoại này, tuyên biết này, giống cái mà Facebook này nọ. Cũng vay. Dính trên đó luôn. Dính luôn. Bây giờ không có dây tiền đâu để mà đắp đầu này rồi đắp đầu kia rồi lúc em. Rồi em có nhớ, hai chồng có nhớ được là coi như là đổ nợ là hết cỡ bao nhiêu không? Có đoán được, có ước. Em đoán thì nó chiếm thằng tỷ luôn á chị chứ. Vợ em trả chắn. Đứng ra trả rồi. Ủa, những cái số tỷ không đó là chị trả. Đứng em trả luôn. Trả đây nhưng mà cuối cùng mình cứ trả hứa rồi thì anh cứ ấy, cũng như là xe nhà thì anh mượn không chạy. Đi cầm. Cầm xe. Cầm xong mà không cho em biết cái chỗ em chuột luôn. Đó thì em phải tìm tòi để em chuột xong ảnh vẫn mượn xong vẫn đi. Giờ tiền mấy cái người mà tao cho mượn mình trả rồi mình nói mấy anh mấy chị thương giùm em khổ lắm, em thức đêm thức hôm em mằng hãy cho ảnh, đừng có cho ảnh mượn nữa, phải chi ảnh ngưng chơi á thì mình cho ảnh mượn trả đi rồi mình ngưng chơi mình trả cũng không nói nữa. Còn này mượn hoài rồi lại chơi rồi lại trả rồi lại chơi đó. Thật sự không có lối thoát, không có lối đi ra. Đúng, đầu tiên là chỉ biết đi coi đá banh cá 100-200 thôi, sau này cái mình cái đá lên nhiều. Cái thua đá banh cái phải kiếm đường đi đá gà. Đặng mà chợ chung tiền đá banh. Mà đi đá chị? Gà trong trường gà có tài xỉu. Rồi tài xỉu mới sáng đi thua rồi chiều về quýnh số. Nó cứ dây mình lẫn, hoài, lẫn, cứ lẫn không có dạ. Dòng nào hết. Nhưng mà lúc đó em làm nghề gì để mà nuôi thì con? Em kinh doanh buôn bán đó bà chị. Bà xã em là bán thịt heo em đó. Lúc trước đó em vẫn cứ, tức là khi tách ra rồi em vẫn làm dạ, cái, dạ, cái đó. Dạ. Em vẫn làm để mà nuôi không con. Không có làm chung với nhà mình luôn. Dạ, dạ không. Dạ, đúng em rồi, tách đúng riêng rồi. Em làm để mà kiếm sống luôn. Tại vì ảnh như vậy rồi mình phải bư chải. Mà chị học em là rồi sau khi mà em bắt đầu chuyển qua cái YouTube để em đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì cái điều gì làm cho em cảm thấy là em thích thú với công việc đó? Và những cái hoàn cảnh thì thường là như thế nào để mà nó đánh động cái cảm xúc của em để em có thể từ bỏ được cái gọi là gì, cái tệ nạn á mà em đã bị vướng vô á? Dạ thì trong cái năm 2019 hai chồng em chia tay, em ra ngoài nhà trọ mà ở. Thì lúc đó là em hứa với bản thân rồi, giờ không còn gì rất sợ cái gì này mà sĩ diện gì nữa rồi. Bây giờ thì nợ thì em cứ dàn xếp lại anh Tiên ơi, giờ tôi làm tôi thiếu anh 10 triệu, tôi làm tháng tôi trả anh 1 triệu đi. Tôi còn trả nhiều người lắm. Chị Vân ơi tôi thiếu chị 7 triệu hay cho trả anh tháng 500. Chị A, chị B, C. Mỗi một tháng lương em giữ lại chỉ có 3 triệu bạc thôi. Là em trả hết trong vòng 1 năm trời. Làm sao hết. Thì lương em lúc đó làm tháng được bao nhiêu? Khoảng tầm 11-12 triệu. Lương triệu. Rồi sao nữa? Thì cái thời điểm một năm trời em trả cũng muốn hết nợ. Thì lúc mà em đi quay hoàn cảnh khó khăn, những người đầu tiên em quay là ở trên Trầm Mã, tự nhiên em thấy có một cái chị gửi cái tiền vô mà không để bí danh gì hết.
là chỉ để là giúp đỡ cho cô Hậu bán vé số thôi. Thì em đến lấy anh trao cho cô đó, mình mừng lắm. Mình thấy là mình làm được cái điều tốt, đúng, đúng không? Rồi, mình cảm thấy như mình cảm quá bản thân mình. Cái đó là lần đầu tiên của ảnh luôn. Chị hiểu cảm xúc của em rồi. Tức là từ trước á, khi tức là cả một cái khoảng thời gian từ trước khi có vợ cho đến sau khi có vợ, sau khi có con rồi, thì bạn Hiền á, là bạn cảm giác là bạn chưa đem lại một cái không một cái hạnh phúc cho bất kỳ một người nào cả, đúng, kể cả vợ con mình. Chính xác vậy. Đúng không? Rồi sau khi á, mà em cảm nhận được cái điều mà em mang lại cho người ta, nó không những chỉ là hạnh phúc mà còn gần như là một cái niềm vui của mình. Cái không, tức là cái mà em đem lại cho cái gia đình chị Hậu đó, không những là hạnh phúc mà nó là cả cuộc sống của người ta. Mà cái cảm giác mà em được cưu mang, em được bảo bọc một cái cá thể khác á, thì tự nhiên nó đánh thức cái người đàn ông ở trong em, cái người đàn ông đầy trách nhiệm ở trong em và cái trái tim của em. Cho nên là em thay đổi là cái đó. Tại vì em á, là vì khi mà tại sao là với vợ thì chưa có được cái điều đó là bởi vì sao? Khi mà Hiền đến với em á, Hiền thua em về rất nhiều thứ. Đó, và Hiền cũng đã chịu những cái mà cấm cản rồi coi thường từ gia đình vợ, từ những mọi người gia đình áp lực với anh. Đúng rồi, cho nên là Hiền chưa bao giờ nghĩ là mình có thể đem lại hạnh phúc cho em. Cho nên là cái mặc cảm đó, cái trái tim đó nó chưa mở ra được. Cho đến khi mà gặp một cái hoàn cảnh khổ hơn mình, yếu đuối hơn mình, thì Hiền làm được cái điều đó là tự nhiên cái trái tim nó thức tỉnh, em biết không? Là cho nên là bây giờ bạn này là bạn mở luôn, mở lòng, mở trái tim, và nó khơi gợi cái người đàn ông đích thực trong người bạn. Xoay 180 độ. Đúng rồi. Nói chị Dân nghe là nếu mà cái vị trí anh Hiền, khi mà cái số tiền Mạnh Thường Quân gửi á, nếu một người xấu ém số tiền đó để lấy tiền trả nợ hay làm cái gì cũng được, nhưng mà cái phần con người của ảnh, phần tốt trong người ảnh còn rất là nhiều, và ảnh cầm cái số tiền đó ảnh tặng là một cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì từ đó giúp ảnh thức tỉnh được mọi thứ. Thì bởi vậy cho nên á, qua cái câu chuyện của Hiền á, thực sự á, là Vân cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả là ở trong cái cuộc sống này á, thực ra mỗi một con người là một cái cá thể độc lập, họ đều có, tức là mình có cái gì thì họ có cái đó, khối óc, trái tim á, thì á, là đừng bao giờ nghĩ là mình hơn người ta. Có thể ở một cái giai đoạn này á, mình hơn người ta về một khía cạnh gì đó, nhưng mà không thể là suốt đời. Cho nên đừng bao giờ có một cái suy nghĩ là coi thường những người xung quanh mình, nếu như mà họ không có được cái tấm áo đẹp như mình, họ có được một cái xe sang như mình, hay là họ có được một cái nhà lầu giống như mình, đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Một ngày nào đó khi mà cái cơ hội đến, khi mà xung quanh họ có những người hiểu được cái tiềm ẩn của họ, thì họ sẽ trở thành một con người khác. Và lúc đó có thể mình chạy theo họ không kịp. Đó, cho nên là Vân cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người như vậy. Và rõ ràng là với một cái người vợ nhân hậu như thế này, thì rõ ràng là em gần như là một cái bùa đó, giống như là ở trên trời á, đưa một cái bùa xuống á, để cho Hiền bám vào cái bùa đó, bây giờ trở thành con người mới, một con người mới luôn. Đúng không? Không còn thấy Hiền như là xoay chuyển hồ 380 độ luôn. Ở sớm thì bây giờ ai cũng nói vậy. Anh Hiền là tính ra là cuộc đời của anh cực kỳ may mắn. Đúng. Em thấy anh rất chính là may mắn. Tuy anh sinh ra ở một cái điểm không tốt, cái vạch đích không tuyệt vời. Nhưng anh may mắn ở đây là anh may mắn có được người vợ quá bao dung. Thực sự là nãy giờ em nghe kể là em không hình dung ra một người như anh nha, vừa xấu, vừa nghèo. Đen. Vừa ăn chơi, đen. Cờ bạc, đen đúa, xấu là xấu đó vậy. Nói chung là xấu. Nhưng mà một tiểu thư có thể gọi chị là tiểu thư ở dưới đó rất đi. Là đẹp. Chị vẫn chấp nhận, chị bỏ hết tất cả mọi thứ để mà chị cảm hóa ảnh hết lần này tới lần khác. Ngay từ đầu là đã người ta không chấp nhận được rồi. Không chấp nhận. Đến lúc cưới về vẫn tiếp tục cờ bạc, chị vẫn chấp nhận, chị bao dung và để cuối cùng cảm hóa được anh Hiền là một người như thế này, thật là anh may mắn lắm luôn. Đúng, chính xác. Thật sự là Đức Hiền cảm thấy rất rất là may mắn khi mà được có một người vợ như thế này. Bây giờ thì ổn rồi. Bây giờ thì có nghĩa là cái công việc của em á là hoàn toàn là công việc cực kỳ có ý nghĩa, đúng không? Cả hai vợ chồng luôn.
Đó, thì thôi sẵn đây á, là lúc mà em kể tiếp một cái tật xấu của Hiền lúc mà em về làm vợ Hiền đi. Dạ, ảnh thì cái lúc trước khi quen á, thì em nói chị đàn ông thì ga lăng đúng không? Ừ. Nói chuyện ngọt, còn ảnh nói chung là em cũng biết sao mà em thương ảnh nữa. Cọc lóc hả chị? Cọc cằn nè, không ga lăng nè. Nói chung là chị cứ giận đúng không? Chị giận chị ngồi chị ngẫm đi. Chị ngẫm buổi trời này chị vui, tự chị vui kệ chị. Rồi hồi hỏi mình chứ hết chưa? Hết chưa, rồi giờ vui lại chưa, vui nói chuyện tiếp. Trời đất ơi, không có vút ve chiều chuột. Không vút ve, không năn nỉ. Mà nói chung tới thời điểm bây giờ con gái em năm nay nó là 13 tuổi ngoài, 12 tuổi trong, là năm nay em lấy ảnh 13 tuổi, 13 năm đi. Năm quen nữa là 14 năm đi. Mình tính từ thời điểm là 13 năm đi. Chưa có gì gọi là nói ngọt với em hết. Anh khô vậy luôn hả anh? Khô gán khô khóc đâu luôn. Có tặng quà, tặng không hoa, đâu, tặng gì cho vợ. Không có cái gì hết trơn. Em không nói chỉ từ gì, lời ăn tiếng nói, từ tới cái gì trong cái thời điểm mà quen em đó ha. Không có gì luôn mà ảnh chắc ảnh cũng may mắn lắm á chị mới được em á. Bởi vì nãy em nói thiệt luôn á, từ tới ăn uống nè, cho tới cách dỗ dành hay hoặc quà cáp, nói chung là bao dung tất cả, em không có hình thức gì vấn đề đó luôn. Tại vì chưa mình có tặng em một cái gì trên cuộc đời ô trọc không luôn. Có một cái lần đầu tiên đó, tại vì ảnh không có tiền, ảnh phải mượn đi học về tặng hoa gì hoa xứ mũi gì là mà không, cái ngày mũi. Là 20 không tiểu mũi 27 28 Tết đó chị. 27 28 Tết mới tặng em hai chậu. À, là đó, hồng tiểu muội đó. Dạ hồng tiểu muội. Mà tặng là lại cái quầy thịt đó tặng. Rồi thêm một lần đầu tiên ảnh tặng cho em là một con gấu trị giá là 500.000. Là ảnh phải gấu đi mượn tiền người ta. Có nghĩa là tặng gấu bông á là có thể phải được thời điểm đó là cô này chịu đi chơi với mình rồi, là đi lên Long Xuyên đó. Thì nhà thốt nốt lên Long Xuyên cách nhau có mười mấy cây số à. Đó thì cũng là đi chơi tặng được con gấu bông. Nhưng mà gấu bông cái thời điểm đó mà 500 ngàn là mắc. Lớn mà là gấu mắc bự lắm. Con gấu bự lắm, gấu bự lắm luôn chị. Còn giữ không? Em không có giữ, em tại vì em dọn nhà hoài đó, em bỏ mất tiêu luôn rồi. Không giận là phải. Nó bự quá, với lại lúc đó nó chét quá trời, với ổng giận đủ thứ đâu có chừa cái vật dụng gì của ổng đâu. Rồi nhiêu đó tật xấu thôi phải không? Bây giờ có mong ảnh thay đổi điều gì không? Ảnh thì cái thứ nhất là cái công việc nhà. Em nói với chị công việc nhà, công việc lâm chân á, mà có dù gấp gút cỡ nào cũng kêu không mặn chứ. Mà đá banh alo Hiền ơi địa điểm đó 1 phút 30 giây tôi tới liền. Đó. Bây giờ vẫn vậy hả chị? Bây giờ cũng vẫn vậy, quan trọng cái đá banh thôi. Tiền biết rồi anh em mình, mình đó. Nó đang ngứa ngáy chân tay. Rồi em rồi thì bởi vậy mới nói bây giờ mong ước ổng thay đổi điều gì. Ổng bây giờ em rất là mong ước luôn á chị. Là nói chung là làm gì làm như về vợ, về gia đình nó thì cũng phụ tiếp vợ. Cái thứ hai nữa thì ăn nói bớt cọc lóc lại. Một cái nữa là cái tánh rất là nóng. Cái tánh rất là nóng mà cái bụng tốt nha, nhưng mà cái tánh rất là nóng. Thay đổi tới 3 cái luôn. 3 tánh luôn. Đó tánh luôn đúng không? Dạ 3 luôn, 3 tật xấu đó đó. Rất là nóng luôn. Sao bây giờ thiệt á? Bây giờ ông trả nợ vợ ông được không ông Hiền? Vợ ừ, ông nợ ông cả đó. Nửa cuộc đời rồi đó. Bây giờ ông trả được không mà có 3 chuyện thôi. Phụ giúp công chuyện nhà, bớt cọc cằn, nóng tánh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ăn nói lãng mạn chút xíu, cũng như là không bà xã thì là vợ ơi hay là em ơi, ví dụ vậy được không? Dạ cái đó thì thay đổi được, nhưng mà đối với đặc thù công việc của em chị biết là khi mà em công tác trong cơ quan xong, ngày rảnh ra ca là hai chồng chạy đi quay, mà quay về nhà đi 60-70 cây số, 50 cây số từ nhà tôi, nhà của em đi tới Hậu Giang là nó cũng gần 60 cây số, chạy về tới nhà là tới 4-5 giờ chiều làm phim. Lúc đó lo làm phim này, vợ thì về túm đồ vô nấu cơm, rồi làm phim xong rồi ăn cơm rồi chuẩn bị đăng video lên công chiếu, rồi không có thời gian để mà tiếp vợ. Rồi ngày sau, ngày hôm sau rồi đi lại đi làm nữa rồi. Em chỉ có giúp cho bà con cái thời gian mà em rảnh em ra ca thôi. Tại vì hiện giờ thì cái lượt xem rất là ít, nó không đủ để mà cái chi phí cho em để mà lo gia đình. Nên là em vẫn phải quan trọng cái vấn đề công việc chính của em đi làm đó. Đi làm. Còn công việc mà YouTube thiện nguyện này nó chỉ đủ tiền xăng thôi. Quan trọng là em giúp cho bà con là em cảm thấy vui, vợ em vui rồi. Có nghĩa là em cũng sẽ giúp việc nhà cho vợ em. Không nếu giúp như được. Em có thời gian không? Dạ. Đây là đang hứa nè. Dạ. Em sẽ giúp cho vợ nếu như em có thời gian. Dạ. Đúng không? Chứ không phải là em không muốn, tại vì em không có thời gian làm chuyện đó. Nếu vậy giờ tạm thời cho thiếu cái đó. Nhưng không cọc cằn đúng không? Bớt cọc cằn, bớt nóng tính, với lại là nói chuyện nhỏ nhẹ hơn, có làm được hai cái đó không? Cái nhỏ nhẹ hay nó có thể là được. Được đúng không? Hứa được. Nghe. Được. Nhưng mà cái nóng tính của em thì nó ăn sâu từ lúc nhỏ vậy. Không, cái đó thay đổi được. Em thề với anh luôn, bản thân em là một thằng cực kỳ nóng tính ngày xưa nha.
hở đụng cái quýnh lộn, đụng cái quýnh lộn. Dưới quê em coi như tuần lễ là quýnh lộn hết 5 ngày rồi đó, bèo bèo không ngày, em thề với lòng luôn á. Nhưng mà bẵng đi, tự nhiên mình trải qua những cái chuyện đó là như vậy, cái mình tự nhìn nhận lại là à, mình không được vậy, mình phải thay đổi mọi thứ. Chính xác. Kể cả Mạnh Thường Quân, kể cả Mạnh Thường Quân và khán giả bình luận video nhiều lúc đó, mình làm thiện nguyện người ta vô, người ta không giúp, người ta vô bình luận, người ta chửi mình không mà bỏ. Nóng mình đôi co lại không nên. Rồi Mạnh Quân nói mình thôi, em đừng có làm gì, em làm bỏ tâm anh làm từ thiện. Em làm từ thiện là từ cái tâm của em đi làm, không ai bắt em đi làm hết. Mà tại sao em phải đi cừu lộn với người ta vậy? Đúng rồi anh. Nhưng mà vợ cũng nói hoài mà bỏ không được, tức nhiều khi người ta nói trên đầu mình đâu mà. Ôi, em đừng... những cái chuyện đó anh không nhiều bằng tụi em đâu. Em nói thật thiệt sự luôn, em chị Vân bị gấp trăm gấp ngàn năn nỉ luôn á, em năn nỉ luôn. Anh chỉ nói nè, anh cứ suy nghĩ những cái bạn đó đó, thật sự là em đặt ba trường hợp. Thứ nhất, những bạn đó là coi như ở ngoài cuộc sống ngoài đời, những bạn đó không có tiếng nói, bị đè đầu cỡ cổ quá, thì bây giờ không có chỗ nào xả lên đây xả, rồi nói chuyện sàm sàm với mình không quan tâm. Comment dạo vậy chị, đúng giống như comment dạo. Kệ người ta đi, anh đừng quan tâm những chuyện đó, coi như là chuyện không có gì hết. Anh cứ làm chuyện mình thích và mình đúng không rồi. Cảm thấy mình làm sai, bản cái tâm mình thấy đúng là được. Kệ. Đó, với lại là thôi em bớt đọc lại, không cần đừng đọc nữa, đừng có đọc mấy cái comment đó. Thật sự là bà xã em rất khổ tâm với vấn đề của em, nhiều khi em đang lên like, ai nói vô cái em chửi, em trả lời liền. Đừng đọc. Đó, cái tánh nóng đó chị, cái tánh nóng đó phải làm liền và phải làm cho bằng được. Anh vẫn đọc, mà khi anh đọc mà anh bỏ qua được luôn là anh lúc đó anh mới thành công. Còn cái chuyện không đọc, chuyện bình thường thôi, anh cứ đọc đi nhưng mà anh vẫn cố gắng, anh mềm lại, anh bỏ. Từ từ đó sao thay đổi đó được mới tốt. Mà sao cũng từng nói với em vậy, phải bỏ cái nó thì được. Đó từ cái cọc cằn cho nó mới ra là cái nóng nảy, rồi nó cọc cằn nó kết hợp với nóng nảy thì không có được cái gì hết trơn. Anh cứ suy nghĩ mọi chuyện nó nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì hết, chuyện tôi làm. Tại vì bây giờ họ có chửi em hay là họ có khen em thì em cũng chẳng biết họ là ai luôn. Đúng rồi, chính xác. Suy nghĩ em nằm suy nghĩ có suy nghĩ giống như thì chị đó, luôn thì có thể nhiều người kể. Cố tình như vậy nữa đó anh. Đúng rồi, nó cố tình làm cho mình nhục cái ý chí của mình thì anh phản ứng lại là họ thành công. Đúng rồi, thì vui mất ha. Mới gì anh phải làm vậy. Anh cứ bình thường thôi. Bây giờ bớt khó chịu bằng cách là giờ nói xấu vợ đi nè, bà còn cái gì xấu không? Thật sự thay đổi quá trời luôn á. Thật sự nếu mà chị nói mà để em phê bình vợ em, thật sự em đối với người khác thì có thể phê bình được, còn đối với em thì vợ em bao dung quá trời là hoàn hảo đúng không? Hoàn hảo được, nhưng cẩn thận có điểm xấu. Ồ vậy hả? Kể đi. Bây giờ nhiều lúc á đi làm mệt, hai chồng đi quay về mệt, ở nhà nuôi ba em cún. Nó về nhà cái ba thấy cái gì không gửi la gan, nhưng mà la con người vậy, la lớn lắm luôn. La mấy con chó hả? La mấy con chó mà la cái bữa tại bỏ tất cái gì như con mình như thế. Cái thứ hai là bây giờ em cũng góp ý vợ là khi vợ chồng, khi em vì cái giờ mình là khi mình đi làm thiện nguyện rồi đúng không, mình cái tật xấu mình cũng đã bỏ, mọi người cũng đã công nhận điều đó rồi, vợ con nhận rồi. Nhưng mà dù vợ chồng có chuyện gì nói nhỏ thôi, nhiều khi nói ồ em cảm thấy mình ngại. Nó lớn quá. Lớn quá. Nhiều lúc em nói giờ cái cần bông bí không, đưa cho bông bí nói. Nói gì luôn. Ngày xưa không ngại mà bây giờ ngại nha. Ngại giờ tự nhiên mình thay đổi cái mình giờ, ngại nha. Giờ có trên cũng như phải tạo cái gì cái mà. Cái uy tín danh dự của mình dạ, cho mình cho đi làm thiện nguyện, YouTube thiện nguyện của mình. Ngày xưa là bất cần đúng không? Đúng rồi, người xưa bất cần luôn. Tôi bấy rồi, bây giờ tôi lầy nữa đúng không sao. Dạ. Còn bây giờ mình đang lấy uy tín lại. Tạo hình tượng. Đúng rồi. Về nhà không cho em ra, đôi khi em bực bội nhưng mà không cho em ra. Vậy giờ em mong muốn ba thay đổi gì sẵn để em nói đi. Bây giờ mong muốn bà xã là thay đổi là nói chuyện nhỏ nhẹ lại. Đúng rồi. Đó, rồi có nhẹ nhàng, có biết nhẹ nhàng. Giống như chị Vân hay nói là cái gì cũng do cái cách của mình. Đúng rồi, đúng cái rồi. Cách nói. Cái cách mình truyền đạt đó. Mình lỡ mình là tiên rồi, thì giờ mình ứng xử như bà tiên luôn đi em. Thiệt. Tại nhầm khi ảnh giống anh... như là bà tiên bà buộc của ổng rồi đó. Tại khi ảnh nóng tánh quá. Anh nóng tánh quá chị, cũng như cái trên mình ta kìa mình lẫn đồ này kia nó dồn dập nhiều chuyện. Rồi bắt buộc em phải la ảnh. Em phải nói, em nói hoài nhỏ nhẹ anh không chịu nghe, bắt buộc em phải lớn tiếng nói cho nó đã thì anh phải nghe. Mà phải nói cho nó đã rồi thử anh có nghe không? Rồi mất hình ảnh không nữa. Mất hình ảnh. Đi đó đó bởi vì bây giờ giữ gìn cho. Dạ. Mà thôi thì giờ... hôm nay ông xã thì thôi chắc để em sửa thì sửa tự đi, hoàn sửa hảo đi, hơn chút xíu. Hoàn hảo đi. Làm bà tiên luôn. Dạ. Làm bà tiên luôn. Rồi bây giờ hôm nay em có muốn có một cái điều gì mà em muốn sửa chữa liền đối với vợ em không? Dạ có. Sự ngọt ngào, sự say đắm, sự ấm áp của người đàn ông, của một người chồng dành cho vợ không? Dạ có. Vậy hả? Làm dạ. Đi. Dạ. Nay thì chị cũng biết rồi, em thì đó giờ không có lãng mạn. Wow. Cái thứ hai nữa là trời ơi. Em có một cái nỗi buồn, đó là cái nhẫn cưới của em mà em còn cầm đi bán luôn.
Cặp đám cưới mà em đi cầm luôn á chị. Cả cặp luôn. Cả cặp luôn, em giấu em đi cầm lại lấy tiền luôn. Để em đi trả nợ. Chỉ là cầm thôi đúng không anh? Cầm mà bỏ luôn, đâu có tiền cầm mà bỏ không có tiền chuộc. Em tưởng đâu anh chuộc nó về nó nằm. Không, cái này em mới mua nay là em mua một cặp nhẫn cưới. À sẵn nay như làm cầu hôn mà xài em lại. Được không chị? Có được, nhưng mà phải có hoa chứ. Đây nè. Bởi vậy à, thấy không? Chị không giờ tặng thì thôi nha, tặng một lần là cho. Cái em té xỉu luôn. Em té xỉu luôn á chị. Rồi em bảo chị qua đây. Rồi rồi đó. Trời ơi, em nay em không ngờ nó xúc động quá. Không biết gì luôn đúng không chị? Em không biết luôn. Bữa nay là chị đó. Dành sân khấu cho em nha. Chị dành sân khấu cho em, tụi chị cầu hôn mà chị. Trời ơi. Tặng em có nghĩa là em cầu hôn lại đó chị, cho vợ em vui ha. Đây đây thì à, cặp luôn, hai chồng cặp luôn hả? Dạ, hai chồng em luôn chị. Đây là wow. Em bù đắp lại cái phần nào ngày xưa giờ em nhìn nó để nhìn cho nó bà xã em. Vợ say đắm đi, nói lời ngọt ngào còn em đeo luôn đi cưới cho nó em đeo đi cho anh đi. Hạnh phúc gì bằng đây nữa nè. Bởi vì hạnh phúc là chọn lựa. Dạ đúng rồi. Là yêu thương đó, em thấy. Và hạnh phúc là sự bao dung nữa. Đúng rồi, hạnh phúc là chọn lựa. Rồi ha. Bây giờ là thật sự hôm nay là bà xã em rất là vui. Chứ không mà xã em đúng rồi. Vậy thì cái chương trình của vợ chồng son thì em cũng cảm ơn ông xã. Năm nay thì bé Bảo Châu con của mình nó cũng 12 tuổi rồi. Thì thời gian của mình đến nhau cũng là 14 năm. Thì đầu tiên thì cha mẹ cũng không có tự tin gì, vợ chồng của mình cũng luôn phản đối. Thì ngày hôm nay thì vợ chồng mình cũng đã vượt qua mọi khó khăn. Thì con cũng xin thưa với ba mẹ là cảm ơn ông xã. Trời ơi, chị say sẩm luôn á, thì thấy chị xúc động mà muốn say sẩm luôn á. Tôi nghĩ hai bác ở nhà cũng sẽ rất là hạnh phúc. Dạ. Bây giờ cảm nhận là con của mình đủ tin giao cho một người đàn ông này rồi. Dạ. Không cần phải lo lắng nữa. Thì chị cũng thay mặt chương trình Vợ Chồng Son với lại toàn bộ ekip là chúc tụi em sẽ hạnh phúc thiệt là bền lâu. Yeah. Những cái gì mà tụi em đang làm á, thì tụi em sẽ vẫn làm. Yeah. Hạnh phúc với cái điều mình đang làm và sẽ rất nhiều người ủng hộ cái công việc của tụi em. Yeah. 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 Rồi còn điều nữa, có khi nào mà bữa nay xong cái cuối năm cái báo tin có tin vui nữa không? Dạ không được chị. Dạ không được. Bây giờ thời gian tụi em cũng lá lớn mà bây giờ nếu mà mình sanh nở nữa không đi làm thiện nguyện được tội nghiệp người ta, nhưng mà đâu có biết được không, cái đó là trời tính anh. Mình tính không bằng trời tính. Em cũng sắp xếp hết trơn rồi chị. Dân bây giờ cũng như là chồng em ngày hôm nay là đến với em tất cả trọn vẹn, thời của em còn lại em sẽ hiến thân cho thiện nguyện hết. Em đi chia sẻ tới hoàn cảnh khó khăn, dù cực khổ cỡ nào vợ chồng em cũng gắng nối tiếp con đường còn lại, nếu còn sức khỏe thì sẽ đi hoài. Rồi, cảm ơn tụi em nhiều. Mặt bà con cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thực sự là cảm ơn với những cái tấm lòng thiện nguyện của anh chị như vậy. Cái kênh của em là gì? Em kêu gọi mọi người subscribe kênh của em. Kênh YouTube là Đức Hiền Cần Thơ, kênh thiện nguyện chia sẻ yêu thương. Mong được quý cô bác anh chị ủng hộ đồng hành với vợ chồng Đức Hiền để giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa ha, cô bác anh chị. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Dạ. Xin chào quý khán thính giả anh xin đài. Chào Dương Vân, chào Mạnh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Đức, em năm nay 44 tuổi. Nghề nghiệp em là làm bác sĩ. Thì em cũng xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận với lại tất cả mọi người ở đây và khán giả đang xem đài. Thì em tên là Nguyễn Bảo Trân, năm nay em 26 tuổi. Dạ, thì em là bác sĩ định hướng da liễu ạ. Chị có để ý là hai vợ chồng này có một cái gì đó nó chênh lệch với nhau. 44 tuổi với lại 26 tuổi thì họ cách nhau có 18 tuổi chứ mấy. Phải không? 18 tuổi. Mà có vấn đề gì đâu. Nhìn bác sĩ Đức, chị nói thiệt với em á, là trẻ hơn em đó. Trẻ hơn em đó. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và ấn tượng gì về nhau lần đầu tiên? Trước cái lúc mà em gặp anh Đức nữa đó, khoảng tháng 5 ngoái á, thì lúc đó là em cũng buồn trong mình á, em cũng đang độc thân. Bạn em mới thấy vậy thì mới nói thôi hay là mày xem bài tarot đi. Thì lúc đó người ta nói với em là tháng 6 này á thì có thể là em sẽ gặp một cái người, nếu như được á thì tháng 7 tiến tới luôn, tại vì tháng 8 á là cái đường tình duyên của em nó bình lắm, không có gặp ai nữa đâu. Người ta còn nói với em á thì có thể là em sẽ gặp cái người này thông qua cái mối quan hệ chị em bạn gì á, thành ra là ai rủ đi đâu là phải đi nha. Mình nghe vậy mình cũng không biết có thiệt không, mà mình cũng hy vọng. Đúng là tới tháng 6 thì tới gần cuối tháng, cái chị họ của em cũng từ quê chị lên, chị mới rủ đi ăn với sếp của chị. Thì
thì trong chồng cũng có hai người độc thân, mà sao thấy không phải gu của mình. Cái mình về mình nói không vậy chắc không gặp rồi. Cái tự nhiên tới ngày hôm đó là ngày 29 tháng 6 rồi, thì một người chị họ khác của em mới rủ em là đi qua thẩm mỹ viện của bên anh này làm nè. Thì chị mới làm chăm sóc da bên đó, quản lý ở đó thì là bạn của chị em. Thì chị mới nhìn em, chị hỏi là em nhiêu tuổi, em làm, em tính làm gì, đầu này kia kia nọ. Cái bà chị em thì bà nói cho nó vô trong đây cho nó xin được học hỏi rồi này kia không. Cái chị kia không biết sao chị sáng kiến, chị sáng ý rồi cho nó nè, theo bác sĩ Đức nè. Trời ơi, bác sĩ Đức là kinh nghiệm lão làng ở đây rồi, theo bác sĩ Đức đi là. Cái bắt đầu xin số điện thoại của em, cho số sao chị quên luôn. Em với chị em về rồi á thì mới có một cái người khách khác điện cho chị. Cái cô đó thì hơi lớn tuổi. Cái tới lúc chị cho lại số điện thoại, cái thì anh này thì anh ép Zalo, cái ảnh sợp ra thì thấy sao thấy cái cô kia lớn quá đi. Cái xong nhầm cái đúng không? Nhầm người. Cái lúc mà Đức ép cái số điện thoại nhầm đó và Đức nhìn cái hình không phải là cô này á, thì cái lúc đó cái cảm giác của Đức sao Đức? Không, tại vì tính mình rất là cẩn thận. Tại vì là do cái công việc của mình, với bữa đó là có mấy người khách luôn, thì có cô mà cũng tới chăm sóc ở đó, thì cô cũng có con là bác sĩ, cô cũng muốn làm ai cho mình. Nhưng mình nghi rồi, nói chứ có cái kiện có lộn số không á, chứ tại vì mình biết là mấy bạn tư vấn rồi ở dưới là có rất là nhiều số điện thoại liên lạc với nhau, thành ra mình nói thôi đi kiểm tra cho, thôi là nhắn sai một cái là nó kỳ lắm. Mình là bác sĩ nữa, cái mình vô mình nói ủa cô này đâu phải số điện thoại này đâu. Cái là xong rồi nói lại số khác, cái cô kia bắt đầu mới đến quán đi gọi lại mới xin lại cái số. Thì không, người thấy là anh này chiều đó anh ép Zalo em, thì anh cũng mời đi ra cà phê. Hôm đó là thứ sáu, mời em thứ hai đi cà phê. Lúc mà Đức gặp vợ của em á, cái hôm mà đi hẹn nhau đi uống cà phê, cảm giác em sao? Em có giống như mình có chiêm nghiệm liền là đây đúng là cái một nửa mà mình đang đi tìm không? Tức là em có cái cảm giác đó liền. Tại vì cái giai đoạn đó nó cũng nhạy cảm, mà lúc đó mình cũng tìm hiểu những người khác nữa. Lúc đó mình nói thật quyết tâm là năm nay phải làm sao phải kiếm được cái người ưng ý để cưới vợ. Chứ bạn bè nó cứ nghĩ là mình bê đê hay gì, trong mình không chịu cưới vợ lâu quá rồi, đúng không? Mà làm năm ngày làm đẹp thì người ở chỗ làm thì người ta thấy mình không có rục rịch gì hết, không có tán tỉnh ai, cái người ta cũng không biết cái bác sĩ Đức có vấn đề gì hay không. Cái gu của em hồi trước giờ là cái gu em hơi cao, tức là em mặc dù em thấp nhưng mà em rất là thích chân dài, tức là những tính sexy trẻ trung. Tức là phải cái gu em hồi trước em cũng quen bạn gái em toàn cao cao không à. Thành ra là khi mà bạn gặp bạn á thì thực sự là không phải là cái gu của em. Nhưng mà nói là vóc dáng á, như khi mình gặp á thì mình tiếp xúc thì con này khi mà mình thấy cái năng lượng tích cực vui vẻ và mình thấy cái tinh thần lên, như là thấy ô một người rất là lạc quan mà đem lại cho mình cảm thấy là mình thấy rất là dễ chịu, cái đó là mình muốn tìm hiểu thêm. Nhưng mà lúc mà gặp nhau như vậy á là biết về tuổi tác chưa Trân? Dạ em biết rồi. Thì lúc mà add Zalo đó thì cũng vô cũng xem cái timeline của ảnh thì cũng có vài tấm hình. Thì em nói anh này không biết có bị có AD không? Tại vì sao thấy lớn quá rồi. Thì thường thường á lớn quá là chỉ có một là hướng đó, hai á là khó quá thôi. Dạ thì mình cũng nghi nghi vậy. Tới khi nào thì em mới hết suy nghĩ cái điều đó? Tới cái lúc mà gặp mặt lần đầu tiên đi cà phê đó, thì bắt đầu ngồi nói chuyện. Được cái là ảnh cười rất là dễ thương như vậy. Nhưng mình cũng cảm thấy tin tưởng, mình có cảm tình. Chứ cái lúc đầu là em mặc đồ kiểu kính cổng cao tường luôn, như là đi xin việc vậy đó. Nhưng mà đi gặp lần hôm đó thì về thì thấy có thiện cảm. Bao lâu thì em có cái sự mà va chạm về nắm tay, nắm chân hay là... Dạ chắc cũng hơi nhanh á. Em hồi trước giờ em cũng hơi di tâm chút, tức là em hay nói nhất quá tam. Đi tới một cái người nào đó em quen đó thì trong vòng 3 lần đó, nếu mà em mà thấy hợp là em sẽ tỏ tình. Còn nếu không có là em sẽ coi như là bạn hoài luôn, chứ không có chuyển đổi. Thành ra là khi bạn này tới cái lần thứ 2, lần thứ 3 là em thấy là ok, thấy dễ thương quá mà thử mình đi. Thì mình xin phép nắm tay đàng hoàng với trong quán cà phê. Anh xin phép làm sao em còn nhớ không? Kiểu lúc đó là tại vì em với ảnh thì ngồi đối diện. Thì ảnh ngồi đây, ảnh nói như là em qua đây em ngồi với anh được không? Em suy nghĩ là em thấy sao em hơi nhẹ dạ. Rồi em có qua, em qua lần sao nữa? Em qua thì ảnh nắm tay rồi. Hôm ấy em nắm cái cảm giác em sao, em nói gì nghe coi.
Dạ, cái tay thì bạn thấy da rất là trắng, da rất là mướt mà mịn nữa. Mà cái móng tay á, mặc dù cái người á thì nhìn tròn tròn nhưng mà ngón tay rất là thon. Tại vì nóng tay thì nó thật là mình làm một công việc bác sĩ nên là một cái chuyện mà tiếp xúc với nóng tay á, hoặc là khám cho khách thì rất là nhiều. Nhưng mà cái cô gái này mình thấy một cảm giác nó mướt mà mình thích cầm hoài đó. Nó ấm áp mà nó mượt. Rồi như vậy là ngày hôm đó có thể gọi là chính thức là quen nhau chưa? Sau đó như là em với ảnh có cái sự ngầm hiểu vậy đó. Rồi đến khi nào thì ảnh mới chính thức ảnh tỏ cầu tình hôn. Chính thức là hai đứa cầu hôn thôi. Cầu hôn thì chắc cũng 7-8 tháng sau á. Ngay cái ngày cũng đặc biệt là ngày quốc tế phụ nữ ngày 8/3 thì bạn cũng đi làm ở tổ chức cái sự kiện ở bên OMON Bình Tân á. Tân Phú. Mình qua mình hỗ trợ. Thì lúc đó mình cũng tranh thủ nữa, nhân dịp đặc biệt mình không có lén, mình không có nói gì hết. Tức là mình lom đặt hoa nè, rồi mình mua nhẫn luôn, rồi mình làm hết. Tới đó là mặc áo blue mình hỗ trợ cho team bên đó luôn. Thì xong rồi sẵn mình tỏ tình. Tại vì em thì em thích màu xanh lá, thành ra nguyên cái bó bông thường thường ta tỏ tình ta mua nguyên bó bông màu đỏ, không anh mua nguyên bó bông màu xanh lá luôn. Bông hồng màu xanh hả em? Dạ đúng rồi. Thì anh nói là anh kiếm cực lắm mới ra được cái bông rồi. Màu xanh lá. Lúc mà anh cầu hôn anh quỳ xuống xong cái em chịu cái anh đeo nhẫn vô ngón út quyền. Đeo nhẫn vô ngón út quyền. Trời rung quá hai em. Lúc đó thật sự rất là hồi hộp. Tại đây lần đầu tiên mình làm điều đó. Rồi sau đó là bao lâu mới đám cưới? Em đám cưới là 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi luôn á. Là vừa cưới xong là bùng dịch luôn á. Nếu 8 tháng 3 tỏ tình thì... Tháng mấy gần 2 tháng. Tháng mấy gần 2 tháng sau là cưới. Nhưng luôn mà đó. Cả hai bên có ủng hộ không? Hay là có một cái sự gì đó nó trục trặc? Dạ có. Bên nhà ảnh á thì thấy là em nhỏ tuổi quá, thì sợ là không biết 10-20 năm nữa em có bỏ ảnh không, nhiều khi nhất thời thôi. Còn bên nhà em á thì ngại ảnh lớn tuổi quá, em có bị ảnh lừa không. Người cô rất là thân thiết Trân á, là giống như cô là giống như má hai vậy đó. Tức là người mà có công nuôi dưỡng với hỗ trợ cho Trân từ cấp 2 cho đến đại học. Cô nghe chưa biết mình là ai nhưng mà nghe nói là cái khoảng cách tuổi tác thôi, là cô nói là cô không ủng hộ. Thì xong rồi cũng làm việc tư tưởng thì sau đó thì từ từ rồi cô cũng chấp nhận. Khi mà gặp mình trực tiếp thì cũng thấy mình gặp mình ở ngoài thì chắc có lẽ nó cũng không yên tâm hơn một chút, là nhìn cũng trẻ hơn so với cái tuổi mà người ta đúng nghĩ rồi. Là đó. Đúng rồi, em trẻ lắm luôn á, chị nói thiệt. Nhưng mà về phía bên gia đình của Đức á, mình có cái người anh trai lớn á, tại vì do Đức á là ba mất sớm. Thì lúc mất mới 8 tuổi à, thì anh là cái người giống như trai mà dìu dắt cả gia đình vậy đó, thì nuôi nấng mình ăn học. Thì ra anh rất là thương, để chia buồn với gia đình bên đó, rồi cũng đi tìm hiểu thêm. Xong rồi về, không biết sao mấy sau thì không biết do những tác động của bạn bè của anh điều gì đó, ra vô nói ra vô làm sao đó, cái anh nói là thôi cái vụ này là chắc phải coi lại. Tại vì hồi trước thì do mình không có thời gian, tao không có coi, bây giờ tao phải coi thầy. Rồi nghe bạn bè nói này nọ, tao thấy là cái tuổi hai đứa là thấy không được rồi đó. Tại mày tuổi tỵ nó tuổi hợi, dần thân tỵ hợi là tứ hành xung, vô là thấy hai đứa là cái bộ không ổn. Anh thật sự là lo cho cái hạnh phúc của mình thôi, anh nói là tao thương mày tao mới nói. Ủa nhưng mà đám cưới của Đức là anh hai có tới không? Không, đám cưới thì anh không có dự. Giống như anh nghĩ là chắc là mình sẽ nghe theo ý của anh. Nhưng mà mình thì mình quan điểm là cái hôn nhân là của mình. Rồi những anh chị khác trong gia đình á, thì những anh chị khác thì ủng hộ. Là hy vọng rồi thời gian sẽ làm cho anh hiểu được. Đợt dịch vừa rồi thì hai đứa sau khi cưới xong á, là gần như cũng chưa thăm nhà trai lại. Mà nhà gái cũng chưa có quay về bên ngoài luôn. Không đi đâu được hết. Thì ở nhà vừa rồi có những cái dịp dỗ của nội rồi dỗ của mẹ. Thì có gọi cho anh. Thì nói chuyện xong rồi anh cũng hỏi thăm, nói chung anh cũng quan tâm. Mặc dù không đi nhưng mà anh vẫn gửi quà cho người anh kế tiếp là cho quà đàng hoàng. Tới qua dịch mấy này kia là giống dỗ là hai đứa về. Rồi anh mở rộng vòng tay đến chào đón. Dạ, cái đợt vừa rồi nghĩ là một đợt dịch cũng là một cái thử tốt á. Để cho hai đứa coi có bền vững nhau không, có khó khăn gian nan như thế nào. Nghĩa là hai bạn là giữ cho nhau đến cái ngày đám cưới và đến cái đêm tân hôn luôn đúng không? Đúng rồi. Vậy cái đêm tân hôn chắc nó đặc biệt lắm đúng không Đức? Nó cũng đặc biệt nhưng mà một phần là tại vì mình là người đạo diễn chính vậy đó. Vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Thành ra là về là cũng mệt. Về là người ta thì lo đi đếm tiền. Mình thì không có đếm tiền, là tới mấy ngày sau mới đếm tiền lắm. Đêm đó là sao? Không đếm tiền. Nhưng mà có đêm đầu tiên đúng không? Có, không đếm tiền nhưng mà mình vẫn động phòng rồi... Ôi vậy ngon lành. Mà chị hỏi nè, ông vậy chắc ông có tật xấu gì đó ha, thấy ông hoàn thiện quá trời. Ảnh thì có cái chắc vừa là tốt vừa là xấu là ảnh rất là thẳng tính nha. Anh không có nịnh bợ hay là cả nể ai hết á. Thật sự là anh sống rất là nguyên tắc luôn á.
Đức có gia trưởng không? Em nghĩ người đàn ông nào thì cũng sẽ có phần hơi gia trưởng, chỉ là nhiều hay ít thôi. Thì anh Đức thì may mắn là anh thuộc cái phần ít. Bây giờ xong, tới Đức đi. Tới em, tới Đức đó. Uống trà sữa mỗi ngày. Uống trà sữa mỗi ngày. Nghiện đúng không? Nghiện đúng không? Nghiện đến nỗi mà lúc mà giãn cách á là đâu có trà sữa nào bán đâu. Là tự mua về nấu luôn. Có thể là không ăn nhưng mà trà sữa là phải có. Đó, còn gì nữa nè? Không em? Mình biết là bà xã là thấy có năng khiếu khi mình nhìn bà nhảy á. Bà nhảy rất là đẹp, động tác là nhìn rất là sexy. Mà là cái body thì nó lại nó không theo ý muốn của mình nói là cái này chỉ cần tập săn chắc lại là rất là đẹp. Thành ra khuyến khích. Nhưng mà xã thì thấy kiểu như cũng không được siêng vận động. Với một cái điểm nữa là mình thấy là cái vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm. Tức là rất là dễ tin người. Cứ thấy ai cái review cái gì là thấy đẹp nè, tốt nè. Thế là order, thậm chí là order những cái mỹ phẩm gì đó. Mà đến nỗi bị người ta lừa luôn, bị nhỏ lớp 12 lừa lấy tiền luôn. Mà chuyển tiền người ta mà chưa biết người ta ở đâu hết trơn. Nhõng nhẽo không? Ồ, nhõng nhẽo thì thôi là số 1 luôn. Tức là ví dụ như đụng đau một cái là nhảy lên này, cái này là phải đưa tay hôn miếng rồi xong hết cười. Nhưng mà cái đó là đáng yêu nha. Không nhõng nhẽo với rất là đáng yêu, thực sự là làm cho mình trẻ lại. Ôi, hai vợ chồng có mong muốn có con không? Muốn liền không? Mong muốn thì đương nhiên có con là mình cũng mong muốn, nhưng mà do cái dịch bệnh vừa rồi thật sự là nó là một cái thử thách rất lớn. Bữa giờ chưa có chúc ai hết. Chưa có chúc ai, tại bây cặp nào là em bị cái mùa dịch đó là ai cũng có bầu hết trơn hết trọi rồi. Cho nên rằng là đây, rồi bây giờ bây em giờ. Đi, em mở hàng đi. Và chúc cho hai bạn năm sau đầu năm có tin vui, cuối năm có một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của Đức và Trần. Cảm ơn. Bây giờ mình bốc thăm đi.